Thưa quý vị, không chỉ vượt qua khiếm khuyết của bản thân vươn lên trong cuộc sống, nhiều người khuyết tật còn là tấm gương sáng trong các phong trào bảo vệ môi trường. Với mong muốn góp sức làm đẹp cho cuộc sống, những bạn trẻ khuyết tật thuộc nhóm Hòa Nhập Xanh tại thành phố Đà Nẵng luôn miệt mài với các hoạt động thu dọn rác, làm sạch môi trường. Những địa điểm như bãi biển Nguyễn Tất Thành, Măng Thái hay âu thuyền Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà đều đã in hằn dấu chân họ. Dù khó khăn trong vận động, đi lại, song điểm chung của nhóm là yêu môi trường và muốn được cống hiến cho cộng đồng xã hội. Tôi là người khuyết tật, bị chân bẩm sinh rồi đó, nhưng mà kiểu như tham gia với môi trường với mấy anh chị ở đây thì thấy cũng vui. Vì thứ nhất là mình cảm thấy mình có ích khi mình bị khuyết tật nhưng mà mình không có vô nghĩa với cuộc sống này. Cái gì mình cũng thấy có ích là mình làm. Không chỉ tham gia nhặt rác, vệ sinh môi trường, trong nhiều năm qua, nhóm chị em phụ nữ khuyết tật tại Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Hòa nhập Cộng đồng đã thực hiện dự án tái chế sản phẩm thủ công từ vải thừa, vải vụn bỏ đi, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống quanh ta. Sản phẩm làm ra thì bảo vệ môi trường, ý nghĩa của nó rất là lớn, vì có môi trường mà xanh sạch nó thì nó rất là có tốt có sức khỏe đời sống của tất cả mọi người. Cho nên mình cũng cảm thấy vui vì mình góp được một phần nhỏ từ công việc của mình, vừa tạo được công ăn việc làm mà vừa được bảo vệ môi trường. Nên mình thấy cách hợp của hai thì mình thấy điều đó rất là có ý nghĩa, cho nên mình thích tham gia vào. Công việc này đã giúp chị em khuyết tật nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Bởi trước đó, họ thấy việc bảo vệ môi trường khá khó khăn vì đòi hỏi sức khỏe vận động. Tuy nhiên, sau khi tham gia dự án, họ nhận ra mình vẫn có thể chung tay bảo vệ môi trường trong khả năng của mình. Niềm vui được làm việc giúp ích cho cộng đồng là nguồn động lực to lớn giúp người khuyết tật luôn nỗ lực hết mình, quên đi mặc cảm để trở nên hạnh phúc, mang lại những giá trị cho cuộc đời này.